Ăn ơi, tao muốn không làm mà vẫn có ăn. Có cái CC, mày muốn không làm mà vẫn có ăn thì hãy like và subscribe cơ giáp kênh An Gaming ra bờ lắc đi. Nếu mày like và subscribe cơ giáp kênh An Gaming ra bờ lắc mày xem live sở chim thì mày có thể nhận được một ác có yêu du, full game Vasi, ác có mochi V2 vân vân và mây mây. Nhưng nếu mày quá lười thì mày có thể vào sắp ăn ra bắc 24h.net để mua ác siêu rẻ, ác lại còn xịn nữa. Ủa vậy hả, sao giờ mày mới nói với tao? Bây giờ tao phải đăng ký kênh An Gaming ra bờ lắc và vào sắp mua một ác đây không kéo hết. Đủ má đăng ký kênh thành công thì má bạn bộ để mình đăng nhà bạn. Ok, hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Minh Vlog đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải thông tin trong và xóa email gốc trong Google Docs ha anh em ơi. Thì đầu tiên là anh em phải có Very như này anh em, Very như này và trên, lưu ý là trên 13 cộng nha. Chấp luôn cả xác minh cái chứng minh nhân dân luôn nha anh em. Và sau khi anh em tải thông tin, ví dụ cái này để cho anh em mà hay kiểu như mua ạc đồ mà trên 13 cộng thì có thể thực hành. Và lưu ý là anh em sau khi mua cái mấy nick như này này mà không muốn bị bắt ấy thì anh em hãy mua một cái Google chính hãng và có bill nha anh em, là anh em 100% đây là email gốc của anh em luôn nha. Ok, thì đầu tiên anh em giúp mình chỉnh ngày đại đi anh em, mà lưu ý nhớ chỉnh xa xa tí để cho lên 13 cộng nha, gần gần tí. Ví dụ như giờ mình chỉnh đại này đi. Ôi chết bà, quên luôn mật khẩu anh em à. Từ để mình tí, mình đi đổi cái mật khẩu cái. Để tí nha, để mình đi đổi cái mật khẩu cái. Quên nữa, cái này phải cần mật khẩu anh em à. Này là mình lấy lại một cái tài khoản đấy rồi mình làm đây mà. Đây là giờ phải đổi lại cái mật khẩu, giờ phải xác minh mật khẩu rồi anh em à. Đây để mình đổi cái email cái, đổi lại, đổi lại đây. Rồi lại xác minh này, để mình tí, để mình tí này phải reset mật khẩu anh em, đợi mình tí nhé, để mình vô mình lấy mật khẩu lại cái. Ok, sau khi mình đổi mật khẩu rồi thì em vào đây với mình và chỉnh với mình là cứ chỉnh gần gần nhất có thể nha anh em, chỉnh gần nhất có thể. Đây chỉnh như này, ví dụ hôm nay là tháng ngày tháng 8 đi, anh em chỉnh là 1 2 3 4 5 6 7 8, anh em chỉnh vào tháng 9 cho mình và để mùng 1 cho mình nhé, và chỉnh lại 2 10. Đây đây như này đấy nè, sau khi anh em chỉnh rồi nó sẽ được chắn thông tin nha anh em ơi, chắn thông tin. Và sau đó anh em đợi vào ngày 1 tháng 9 là anh em sẽ nhận được trên 13 cộng nhé. Và trong thời gian này tụi nó sẽ không thể bắt cho anh em nhé. Và sau đó anh em lưu ý là anh em phải mua một cái bill bug anh em à. Đây như này này, mua cái bill bug là anh em mua cái bug chính hãng nào đó, sau đó anh em mua sau đó anh em phải có cái bill của nó là anh em đã nạp rồi nhá, đã sẽ cho anh em cái bill đó. Và sau đó khi mà anh em bị bắt lại thì anh em nhập cái bill đó vô thì anh em chắc chắn 100% là sẽ lấy lại được gạt như này nhá. Ok, thì nếu thấy video mình hay hãy để lại một like và share subscribe channel ha anh em ơi, giúp mình được 40.000 sub nhanh nhất có thể nhá.